Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh vẫn tác động yếu đến thời tiết miền Bắc. Trong đêm qua, ở Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn vẫn còn có mưa. Mức nhiệt lúc này tại đây chỉ khoảng từ 17 cho đến 18 độ. Trong khi ở các nơi khác của Bắc Bộ, nhiệt độ đang là từ 19 cho đến 21 độ và khu vực đồng bằng có mức nhiệt là từ 21 đến 22 độ. Không khí khá là dễ chịu. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của khối không khí lạnh yếu, khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Phòng sẽ duy trì tình trạng nhiều mây. Lác đác một vài nơi vẫn có mưa, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở các khu vực này không cao, chỉ từ 24 đến 26 độ. Các tỉnh thành còn lại của khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây buổi sáng, trưa chiều vẫn có nắng, nên nhiệt độ cao 27 cho đến 28 độ. Còn ở các tỉnh khác như là Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, gần như không chịu tác động của khối khí lạnh yếu trên, vì thế trời có nắng và nhiệt độ ở mức cao là từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi miền Bắc vẫn còn chịu tác động của khối không khí lạnh, thì ở miền Trung sẽ đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng ráo. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là ba tỉnh nắng muộn nhất miền Trung. Cường độ nắng cũng yếu, vì thế mức nhiệt trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng là từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, thời gian xuất hiện nắng sớm và cường độ cũng tăng dần, nên nhiệt độ cũng tăng dần. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nắng sớm hơn nên có mức nhiệt là từ 31 đến 33 độ. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì mức nhiệt là 33 đến 34 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa giông trái mùa không còn, nhưng trong ngày hôm nay, mây yếu trên khu vực cũng ngăn cản bớt cường độ nắng. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ từ 31 đến 34 độ. Còn Nam Bộ, nắng cũng không quá mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Đông là từ 34 đến 36 độ, còn khu vực miền Tây có mức nhiệt là từ 33 đến 35 độ. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa gió hướng đông nam cấp 4, ở khu vực huyện đảo Trường Sa gió hướng đông chỉ còn ở mức cấp 3, cấp 4, trời không mưa, nắng ráo. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.